Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ukraine đột kích trường bắn của Nga. Chiến sự giữa Nga-Ukraine trong suốt thời gian vừa qua luôn là vấn đề được quan tâm khi hàng loạt những cuộc chiến ngày đêm liên tục nổ ra khiến hàng loạt người thiệt mạng. Gần đây, trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy hình ảnh Ukraine đột kích trường bắn quân sự của Nga tại khu vực Lugansk bằng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa ATACMS khiến hơn 100 binh sĩ quân đội thiệt mạng. Đoạn video được chia sẻ trên một tài khoản OSINX, trước đây là Twitter, của một tình nguyện viên Joe Confirmed. Nguồn tin cho biết đoạn phim cho thấy hình ảnh về một cuộc tấn công bằng ATACMS của Ukraine với 4 ATACMS, trong đó một chiếc đánh thẳng vào khu huấn luyện của Nga ở Mosnyaskivka, tỉnh Lugansk. Dựa trên đoạn phim, tổn thất sẽ là đáng kể. Gần đây, Mỹ đã bí mật gửi cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm xa. Đây là loại tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa lên đến 300 km. Điện Kremlin vẫn chưa có động thái bình luận về cuộc tấn công trên. Tài khoản báo cáo nguồn mở OSINX Technical cho biết, đoạn video cho thấy lực lượng của Ukraine đã tiến hành tấn công vào khu huấn luyện quân sự của Nga bằng bộ ba tên lửa đạn đạo chiến thuật M-39 ATACMS do Mỹ cung cấp. Có ít nhất một chiếc ATACMS đã tấn công trực tiếp vào một nhóm hơn 100 binh sĩ Nga và trút xuống họ hàng trăm quả bom M-74 APAM. Tài khoản này chia sẻ, đồng thời chia sẻ thêm hình ảnh tĩnh về một nhóm binh sĩ tập trung tại khu vực trước khi cuộc tấn công xảy ra. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã nêu bật đoạn phim trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine vào thứ Tư. ISVK cho biết, Kiev gần đây đã tấn công vào một khu huấn luyện quân sự của Nga, cách chiến tuyến khoảng 80 km phía sau Lugansk. ISVK cũng cho biết thêm, đoạn phim định vị được công bố vào ngày 1 tháng 5 đã cho thấy lực lượng chiến sĩ Ukraine đã tấn công vào một khu huấn luyện của Nga ở phía tây nam Mosnyaskivka, có thể bằng 4 ATACMS, và được cho là đã có 116 quân nhân Nga bị thiệt mạng. Quân đội Kiev cho biết, trong bản cập nhật vào thứ Năm cho thấy lực lượng Moscow đã mất 1.030 binh sĩ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên 470.870 người. Cả ước tính về con số thương vong có sự khác nhau. Trong đó, con số Ukraine thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Moscow thường ít khi chia sẻ các thông tin về số lượng thương vong trong cuộc chiến. Vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết có 5.937 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra. Tương tự như vậy, Kiev cũng không tiết lộ số lượng thương vong trong các cuộc chiến. Trong một đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4 năm 2023, cho biết Ukraine có khoảng từ 124.500 đến 131.000 người thương vong, trong đó có từ 15.500 đến 17.500 người thiệt mạng. Nga nỗ lực chọc thủng 3 phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Theo cập nhật chiến sự từ Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tham mưu quân đội Ukraine, mặt trận miền đông Ukraine vẫn là chiến trường ác liệt nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 1 tháng 5, lực lượng Nga cải thiện vị trí chiến đấu ở tỉnh Donetsk, loại bỏ 400 lính Ukraine, 7 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo và 3 trạm tác chiến điện tử, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cũng theo bộ này, lực lượng Ukraine đã mất tới 110 lính cùng một số trang thiết bị quân sự trong vùng mà nhóm chiến đấu phía đông của Nga phụ trách. Còn theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được 89 cuộc tấn công của Nga tại 6 khu vực trên mặt trận này, hầu hết đều nằm ở hướng thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Trong ngày, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy và 7 khu vực tập trung quân nhân Nga, còn lực lượng tên lửa Ukraine cũng đáp trả lại bằng việc tấn công một trạm điều khiển máy bay không người lái UAV và một cụm nhân lực của đối phương. Ngày 1 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công vào trụ sở của Sở Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine. Theo đó, tại Sở Chỉ huy này, nhân lực và khí tài quân sự Ukraine đã bị tập kích bằng tên lửa, pháo binh và không kích, theo đài Russia Today đưa tin. Trước đó, trong cùng ngày, hãng tin RIA Novosti đưa tin rằng quân Nga đã nhắm mục tiêu vào một sở chỉ huy của Ukraine ở trung tâm thành phố cảng Odessa. 3 vụ nổ xảy ra trong khu vực, trong đó có một vụ nổ rất mạnh gần sở chỉ huy này. Tỉnh trưởng Odessa, ông Oleg Kiper, xác nhận thành phố đã hứng một cuộc tấn công nghi bằng tên lửa đạn đạo và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông Kiper khẳng định chỉ có cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.
Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Ilya Yevlas cho biết, hiện Nga chọn thành phố Odessa là mục tiêu chính của các cuộc tấn công, thay vì vào tỉnh Kharkov như trước đây, theo Ukrinform. Ông Yevlas cũng cho biết thêm, ngày 1 tháng 5, Nga nã 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và các khu dân cư ở Odessa khiến một người dân bị thương và thiệt mạng. Ông Yevlas cũng thừa nhận rất khó để bắn hạ các tên lửa đạn đạo phóng vào khu vực này vì các bệ phóng của Nga ở quá gần Odessa, tương tự như Kharkov. Mới đây nhất, trong ngày 2 tháng 5, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng có tổng cộng 121 cuộc giao tranh trên tất cả các mặt trận trong ngày. Không quân Ukraine tấn công một sở chỉ huy, một trạm điều khiển máy bay không người lái UAV và 8 khu vực tập trung quân Nga, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Trong ngày 2 tháng 5 đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 63 cuộc không kích và 72 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine, gây ra nhiều thương vong cho người dân, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại khá nặng nề. Ukrinform dẫn lời ông Nazar Voroshin, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Khotisia của quân đội Ukraine, ngày 2 tháng 5 rằng Nga đang cố gắng chọc thủng chiến tuyến ở miền đông Ukraine theo ba hướng Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka, tỉnh Donetsk. Tình hình ở ba khu vực này đã leo thang, các trận giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, tuy nhiên nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine. Nga đang cố gắng giành thế chủ động chiến lược và đột phá tiền tuyến, đối phương tập trung vào một số khu vực, tạo được lợi thế nhất định về lực lượng và nguồn lực, ông Voloshin nói. Theo người phát ngôn này, quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công các vị trí của Ukraine, triển khai tất cả các loại vũ khí, gồm pháo binh, UAV và máy bay nhằm tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk. Cũng trong ngày 2 tháng 5, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng 3.200 quả bom dẫn đường, gần 300 UAV Shahed và hơn 300 tên lửa chỉ trong tháng 4. Ngoài ra, hãng thông tấn TASS cũng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 2 tháng 5 đã giành quyền kiểm soát ở làng Berdychi, Donetsk. Theo bộ này, các đợt tiến công của Nga ở Donetsk những ngày qua đã khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe tăng và 4 phương tiện cơ giới. Ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thương vong cho 380 binh sĩ đối phương. Theo thống kê thiệt hại của Ukraine ở Avdiivka trong ngày gồm 5 thiết giáp, 8 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành 155mm và một khẩu pháo tự hành M777. Tại khu vực phía nam tỉnh Donetsk, Nga nói rằng họ đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn và đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực này khiến Ukraine tổn thất 100 binh sĩ, cùng nhiều vũ khí và khí tài quan trọng. Trên hướng Kherson, Nga cũng cho biết đã gây thương vong cho 4 lữ đoàn Ukraine khiến đối phương tổn thất khoảng 30 binh sĩ, 2 xe cơ giới và một khẩu pháo M119 trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, trên hướng Kupiansk, Nga đã tuyên bố đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine, loại khỏi vòng chiến 150 binh sĩ đối phương, 5 xe cơ giới và nhiều khẩu pháo. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 UAV Ukraine tại tỉnh Belgorod, Nga trong ngày 2 tháng 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!